Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, Bộ Công an đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong tại Bình Thuận. Theo đó, cơ quan này đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong tại tỉnh Bình Thuận. Trước đó, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 21 tháng 7 trên quốc lộ 1A thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B01087 đi hướng Phan Thiết, Đồng Nai và xe tải 79N0315 đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 8 người chết, trong đó 6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 1 người tử vong tại bệnh viện, 7 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đều đa chấn thương và thương tích nặng tại vùng đầu cổ. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân. Nhiều đường bay nối các địa phương được mở mới và lượng hành khách trong một tuần tăng 27% so với cùng thời gian năm trước. Hệ số sử dụng ghế trung bình trên các chuyến bay đều đạt từ 85 đến 90%. Cụ thể, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất những ngày này, hành khách luôn xếp hàng dài tại các quầy check-in cũng như kiosk làm thủ tục tự động. Đại diện Cục Hàng không cho hay, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7, các hãng hàng không đã thực hiện hơn 5.900 chuyến bay, tăng 21% so với cùng thời gian năm trước. Lượng khách vận chuyển khoảng 1,1 triệu người, tăng 27%. Theo các hãng hàng không, lượng khách nhiều lên do nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè. Lý do khác là các hãng đã mở mới một số đường bay ngách và tăng tần suất trên toàn mạng nội địa. Hiện các hãng khai thác hơn 70 đường bay nội địa, tăng gần 30 đường bay so với năm trước. Nhiều đường bay nối các địa phương được mở mới như Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Quốc, Cần Thơ, từ Vinh đi Phú Quốc, Cần Thơ, Thanh Hóa đi Phú Quốc và Đà Nẵng. Do lượng khách tăng cao trong điểm hè, các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách theo dõi chặt chẽ thông tin liên quan, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục. Bên cạnh đó, hành khách tăng cường sử dụng các hình thức tự làm thủ tục chuyến bay như check-in trực tuyến qua điện thoại hay tại các kiosk tự động ở sân bay. Thưa quý vị, sau quận 1, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trung tâm giám sát hình ảnh camera quận 9, giám sát gần 500 camera quản lý an ninh trên địa bàn quận. Đây là trung tâm giám sát nhằm kết nối nguồn thông tin hình ảnh từ hệ thống camera về trung tâm, qua đó giám sát hình ảnh an ninh công cộng, lưu trữ thông tin làm nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác điều tra, phân tích thông tin. Theo Ủy ban Nhân dân quận 9, hiện trung tâm giám sát 423 camera, lực lượng an ninh túc trực 24/24 giờ. Mục tiêu giám sát camera truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật, giám sát an toàn giao thông giữa các tuyến đường, tích hợp các camera có sẵn để truy vết các đối tượng, đồng thời giám sát mọi lúc, mọi nơi hệ thống camera IP truyền dữ liệu trên mạng Internet. Vì vậy, có thể theo dõi bằng trình duyệt web thông thường đến từng camera. Công trình khởi công vào tháng 12 năm 2019 với tổng đầu tư hơn 9,2 tỷ đồng, bao gồm xây dựng hệ thống trung tâm, thiết bị tại 4 điểm cầu giám sát, quận ủy, ủy ban nhân dân quận, ban chỉ huy quân sự quận, phòng quản lý đô thị. Tích hợp 168 camera tại hệ thống giám sát hiện đang hoạt động tại công an 13 phường, thay thế và lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí mới. Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nội dung dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 70 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải các địa phương trong công tác quản lý đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Theo dự thảo, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác kiểm định xe cơ giới theo thẩm quyền trên địa bàn địa phương. Cử cán bộ tham gia phối hợp giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đăng kiểm xe cơ giới khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn quản lý, Sở Giao thông Vận tải có văn bản thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam. Liên quan đến đơn vị đăng kiểm, dự thảo bổ sung quy định trung tâm đăng kiểm có trách nhiệm ghi chép đầy đủ quá trình sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị kiểm định vào sổ quản lý thiết bị, lưu trữ hình ảnh chụp xe cơ giới, khoang hành khách, hầm hàng khi vào kiểm định. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc.
Từ ngày 1 tháng 8 sẽ có thêm một tổ đăng ký xe ô tô Nam Sài Gòn tại địa chỉ 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7 để phục vụ người dân. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ thành lập thêm một tổ đăng ký xe ô tô Nam Sài Gòn tại địa chỉ 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Việc này nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục đăng ký xe. Ngoài ra, do địa giới hành chính giáp danh hoặc các phương tiện hạn chế vào nội đô theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc do điều kiện khách quan khác, thì chủ xe có thể nộp hồ sơ tại điểm đăng ký xe gần nhất. Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Thủ tướng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai đối với việc chuyển đổi phương thức đầu tư 3 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án cao tốc Bắc Nam với chiều dài 654 km có 11 dự án thành phần. Trong đó, 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Hiện các dự án cơ bản hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán. Các địa phương cũng cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với 3 dự án đầu tư công, Cao Bồ – Mai Sơn, Cam Lộ – La Sơn và Cầu Mỹ Thuận 2 đã khởi công xây dựng, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, do khó khăn trong việc huy động vốn tín dụng, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội xin chuyển thêm 3/8 dự án từ hình thức PPP sang đầu tư công gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Phan Thiết, Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết với tổng mức đầu tư là 37.182 tỷ đồng. Mới đây, Quốc hội biểu quyết thông qua việc chuyển đổi hình thức đầu tư 3 dự án nêu trên. 5 dự án còn lại tiếp tục đầu tư theo hình thức PPP gồm Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thanh niên lấy nước dập lửa khi chiếc xe đang bùng cháy. Đoạn video ghi lại cảnh dập lửa cháy phần động cơ xe máy bằng nước trực tiếp vào cho thấy lỗi cơ bản về kỹ năng chữa cháy. Khác với kỳ vọng của người chữa cháy, ngọn lửa trên chiếc xe máy càng bốc cháy dữ dội hơn. Sau mỗi lần đổ nước, ngọn lửa lại bùng lên mạnh mẽ. Đoạn video này được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cư dân mạng. Xe Jacker chở nặng trôi dốc rồi lật hai vòng khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người chỉ bị thương nhẹ. Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe ô tô Jacker 7 chỗ hiệu Toyota mang biển kiểm soát 70E32375 đang lên dốc cao tại khu du lịch Rồng Mây thuộc địa phận Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu. Do còn dốc cao và xe chở nặng, tài xế đi được nửa dốc đã không kịp xử lý, để xe trôi rồi lật hai vòng khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc trên. Tông vào đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Sáng nay ngày 22 tháng 7, một nam thanh niên đã tử vong tại chỗ sau khi điều khiển xe máy tông vào đuôi một chiếc xe tải. Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hơn 9 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy biển số 59L2-20225 trên quốc lộ 1 hướng Thủ Đức đi ăn sương. Khi còn cách giao lộ Vườn Lài khoảng 300m thuộc phường An Phú Đông, quận 2 thì tông vào đuôi xe tải biển số 51C48628 đang đậu sát lề đường. Cú tông mạnh làm nam thanh niên đập đầu vào thùng xe tải rồi ngã ngược ra chết tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy dính chặt vào đuôi xe tải, thi thể nạn nhân còn ngồi trên xe máy. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ nên vẫn chưa xác định được danh tính. Tránh trẻ con chạy sang đường, hai người đi xe máy ngã lăn lộn trước đầu xe container. Tình huống trong đoạn clip này chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ tới tất cả các bậc phụ huynh khi để con nhỏ chơi ngoài đường. Theo đó, vào khoảng 16:34 chiều ngày 21 tháng 7, trên đoạn qua quốc lộ 37 thuộc xã Chí Linh, Hải Dương, một bé trai đột ngột băng qua đường mà không có sự giám sát của người lớn. Tình huống bất ngờ khiến hai người đàn ông đèo nhau trên xe máy phải phanh gấp, ngã lăn xuống đường. Tài xế điều khiển xe container chạy cùng chiều phía sau cũng đã phanh kịp thời, tránh một vụ va chạm đáng tiếc. Lúc sau, người đàn ông được cho là bố đứa bé mới hốt hoảng lao sang đường, đuổi theo cậu bé mà không hề nhìn lại hiện trường sự việc phía sau lưng. Ở khoảnh khắc đứa trẻ băng qua đường, nếu như người điều khiển xe máy lẫn tài xế container không phanh kịp, thì một vụ tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng rất có thể xảy ra. Theo dõi clip, dân mạng không khỏi bức xúc với sự lơ là khi trông trẻ nhỏ của người nhà cháu bé.
hai người đàn ông đi ô tô tạt sơn đỏ cửa ngôi nhà 5 tầng. Cầm hai xô sơn, hai người đàn ông tạt thẳng vào cửa ngôi nhà 5 tầng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rồi lên xe ô tô rời đi. Công an phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ tạt sơn xảy ra tại số nhà 15 đến 17 Ba Gia của người đàn ông sinh năm 1962. Trước đó vào khoảng 2 giờ 45 ngày 20 tháng 7, một ô tô màu trắng dừng gần nhà của ông L và hai người đàn ông bước ra, cầm theo hai xô sơn tạt thẳng vào cửa trước ngôi nhà. Sau đó hai người đàn ông này quăng xô rồi lên ô tô rời đi. Ông L cho biết gia đình ông không có mâu thuẫn với ai và nguyên nhân có thể do người cháu dâu tên là Nguyễn Thị Hồng L sinh năm 1990 có vay tiền ngoài xã hội và không có khả năng thanh toán. Gần đây, thông tin về địa chỉ nhà ông L bị đưa lên mạng xã hội và có những người lạ mặt tới đòi nợ, gây sự làm ảnh hưởng đến tâm lý các thành viên trong gia đình, khiến việc kinh doanh bị đình trệ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, những chiếc xe hổ vồ bốn chân chở quá khổ quá tải và cơi thùng cao cả mét hiện đang là tình trạng rất đáng báo động trên tuyến Hòa Lạc Hòa Bình thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình và Hà Nội. Những vi phạm này hiện đang khiến tuyến đường mới đưa vào khai thác sử dụng có nguy cơ bị hư hỏng xuống cấp. Vì sao những chiếc xe này lại có thể ngang nhiên vi phạm? Ghi nhận của VTC14 cùng lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình. Hơn một tháng qua, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Hòa Bình luôn cắm chốt túc trực trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình với mục đích kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng xe cơi thùng chở quá khổ, quá tải. Thế nhưng khá ngạc nhiên, những chiếc xe cơi thùng cao cả mét như thế này vẫn có thể lọt vào khu vực thành phố Hòa Bình. Và đây là minh chứng cụ thể. Chiếc xe mang biển kiểm soát 28C05766 của công ty Toàn Cầu chở vật liệu xây dựng. Độ thùng cao cả mét. Khi bị xử lý vi phạm, lái xe liên tục gọi điện nhờ can thiệp. Và nhờ ai thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Trong quá trình xử lý vi phạm, lái xe không đem theo bất kỳ một loại giấy tờ nào, từ giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm và bảo hiểm phương tiện. Bọn em lúc đó công ty là công ty giữ giấy tờ để đảm bảo cái phương tiện. Khi có ấy thì chủ xe sẽ mang giấy tờ xuất trình sau. Đáng nói, gần một giờ chờ đợi để lái xe xuất trình giấy tờ, chủ phương tiện và doanh nghiệp gần như không xuất hiện. Giấy tờ duy nhất mà lái xe có thể xuất trình đó là giấy vay nợ ngân hàng liên quan tới phương tiện vi phạm giao thông. Tiến hành cân xe, phát hiện quá tải gần 100%. Với lỗi vi phạm này, mức phạt lên tới gần 35 triệu đồng. Người của công ty Toàn Cầu thừa nhận vì cước vận chuyển thấp nên buộc phải cơi thùng, chở quá tải để tăng doanh thu. Cước nó thấp quá, cước nó thấp mà bây giờ chở mà xăng dầu thì nó cũng đã giảm rồi đấy. Nhưng mà cái giảm nó cũng chưa về được những cái mức độ mà mình như mình mong muốn. Bây giờ nó lại tăng lên thì là lại phải cơi lớn lên thì em mới đủ được cái chi phí về lái xe và tiền dầu. Liên quan tới câu chuyện xe quá tải, độ thùng khủng, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình xác nhận hiện đang gặp khó khăn trong hoạt động xử lý. Đặc biệt là việc thường xuyên có đối tượng theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ để né tránh bị xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, sở này khẳng định hiện đang chuẩn bị thành lập lực lượng liên ngành và sẽ tập trung xử lý dứt điểm. Đối tượng mà thường xuyên chở hàng quá khổ quá tải thì lại chủ động theo dõi cái lực lượng hoạt động của lực lượng thanh tra. Ví dụ như tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình thì có những đối tượng hoặc là bố trí người cụ thể hoặc là nhờ những cái người bán nước ven đường khi mà thấy lực lượng thanh tra trên Hòa Bình đi xuống chẳng hạn thì sẽ thông tin ngay cho các cái trường hợp chủ mỏ hoặc là các cái doanh nghiệp có cái hoạt động quá tải của cái dự hiện sẽ dừng hoạt động. Thì chính vì vậy mà công tác kiểm soát rất là khó khăn. Thì khi mà mỗi một chuyến công tác xuống khu vực của tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình mà nếu mà gặp được kịp thời thì xử lý phần lớn chỉ được một trường hợp thì toàn bộ các cái hoạt động quá tải ở trên tuyến nó lại dừng ngay. Thì trong năm 2019 thì lực lượng thanh tra đã xử lý 47 trường hợp với xử phạt khoảng 300 triệu trên đoạn tuyến này. Và 6 tháng đầu năm 2020 này, mặc dù thời gian Covid thì ít hoạt động,
nhưng lực lượng thanh tra sở cũng đã xử lý 19 trường hợp với mức xử phạt gần 100 triệu đồng trên tuyến. Những chiếc xe cơi thùng cao chót vót chở quá khổ, quá tải, vì sao có thể ngang nhiên tồn tại mà không bị xử phạt? Hiện có lẽ vẫn là một câu hỏi lớn. Bản tin giao thông an toàn ngày 22 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.